Hùng lễ xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tiên tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào ngày thứ sáu hàng tuần à, và mỗi buổi uh, uh, phiên kết tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin à, và trên bản tin thì chúng ta được up lên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng nó đã khá là quen thuộc đối với anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta à, và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ uh, có ba cái nội dung chính phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi phân tích danh mục một số các cái mã cổ phiếu mạnh, các cái mã cổ phiếu tiềm năng. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi view lại kịch bản phân tích tuần, tức là view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần video số 164. Ở phần thứ ba thì chúng tôi cùng với các anh chị em chúng ta sẽ đi dự báo và có một vài cái ý đề cập về xu hướng thị trường ở trong tuần giao dịch mới, tuần từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 2 về các danh mục thì ngày hôm nay hùng sẽ dành thời gian để chúng ta cũng tương tự như vậy thôi chúng ta sẽ đi qua một số các cái danh mục khá là căn bản từ nhóm ngành công nghệ việt theo nhóm ngành thép và nhóm ngành đầu tư công vật liệu đầu tư công nhóm ngành dầu khí nhóm banh nhóm ngành chứng khoán còn thời gian thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái nhóm ngành chiến lược ví dụ nhóm ngành thủy sản nhóm ngành điện nhóm ngành cao su nhóm ngành diệt may Uh, và đặc biệt ở trong tuần vừa qua thì hùng Lê có đề cập đến uh, nhóm ngành bất động sản khu dân cư uh, một số các cái tín hiệu kỹ thuật đã cho thấy dòng tiền bắt trở lại. Uh, tuy nhiên trong bản tin ngày hôm nay thì hùng sẽ không phân tích nhóm đó, mà hùng sẽ dành một cái bản tin riêng để chúng ta nói về uh, trái phiếu, nói về bất động sản dân cư để chúng ta xem từ trong cái thời gian vừa qua nhóm này đã chỉnh giảm như thế nào và chúng ta sẽ uh, có những cái chiến lược gì. Mặc dù những cái chiến lược đó thì hùng đã có phân tích ở trên nhóm không chat n 02 Còn đối với À, anh chị em cộng đồng nhà đầu tư thì chúng ta sẽ cần thêm các cái bản tin cập nhật ok à, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, danh mục cổ phiếu tuần gồm có má công nghệ thì chúng ta sẽ view FPT hiện tại trong tuần vừa qua thì FPT gần như không có nhiều tín hiệu đột biến à, nó vẫn đang đi ở trong biên 79.5 đến vùng kháng cự ngắn là vùng 82 các anh chị nhìn thấy ba cây nến tiệm cận về vùng 82 và nó chưa thể bứt thoát được với lực cầu tương đối là thấp À, với tín hiệu này thì chúng ta cần phải chờ thêm thôi chờ thêm dòng tiền nó phải đánh mạnh mẽ lên khoảng tầm trên một triệu cổ phiếu một phiên và chờ đợi cái tín hiệu nó đè lại vùng 82 cộng ở đây khi FPT mà đè lại được vùng 82 cộng như vậy là chúng ta lại ngắm lại ở đây cái vùng kháng cự ngắn ở đây các anh chị này 85.5 vùng 86 đến vùng 87 CMG hiện tại thì chưa có nhiều các yếu tố đột biến, chủ đạo thì nó vẫn là tích lũy ở trong biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 39 đến vùng 40 và kháng cự ngắn ở vùng 43 đến khoảng vùng 44. Các anh chị lưu ý để chúng ta có thể tối ưu hóa trong một nhịp ngắn. À, nhóm anh thứ hai đó là nhóm anh Việt Theo gồm mã cổ phiếu VGI thì hiện tại xu hướng của VGI trong 2 tuần gần đây thì VGI chủ yếu tích lũy ở quanh vùng 20.5 đến khoảng vùng 21, biên 19.5 thì chưa có như vậy tạm thời với những anh chị em mà đang cầm mã cổ phiếu VGI thì chúng ta có thể canh nhặt ở những vùng hỗ trợ kỹ thuật chờ đợi dòng tiền CTR sau khi mà nó xây nó đạt được cái vùng kháng cự mắc ở đây là vùng 61 đến khoảng vùng 62 thì tuần vừa qua thì CTR có một nhịp chỉnh giảm như vậy đối với CTR anh chị em đang cầm thì chúng ta lưu ý cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 55 trong trường hợp nếu như cổ phiếu không bị phá vỡ vùng 55, ok các anh chị em có thể tiếp tục cầm, còn nếu như mà nó phá vỡ vùng 55 thì đó là tín hiệu xấu và chúng ta cần phải chốt. Đó, cần phải chốt. Nhóm ngành thứ ba chúng ta phân tích đó là nhóm ngành thép thì hiện tại các anh chị có thể nắm được rồi, đó là giá thép sau một nhịp chỉnh giảm thì hiện tại nó đang à, có một cái xu hướng bật lên tương đối là tốt, kết hợp với cái câu chuyện về đầu tư công thì có thể là thép nó à, sẽ có cái sự phục hồi trong ngắn hạn mặc dù là một số các anh chị em có phân vân là quý 4 thì thép nó có ra báo cáo lỗ như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không thì như vậy là cái câu chuyện đấy đối với nhóm thép là chúng ta đã phân tích hình thành và phân tích một cái trend kỹ thuật tăng và đối với hòa phát thì cái nhịp đầu tiên nó đạt được target 21 rồi sau đó nó chỉnh về cái vùng này này vùng 17 17.5 đến vùng 18 này là chúng ta có phân tích một cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở đây và từ vùng này thì chúng ta lại tiếp tục nâng được cái target về vùng 21 Như vậy là chúng ta không có cái vấn đề gì chúng ta phải phân vân cả Bởi vì cái cái xu hướng kỹ thuật và cái trang kỹ thuật chúng ta đang phân tích là tương đối là sát Và câu chuyện là gì? Chúng ta bám sát các tín hiệu phân tích kỹ thuật để chúng ta hành động Đó, ví dụ Ở trong tuần vừa qua thì như vậy là Hòa Phát đã có chỉnh cung và nó test lại đây này, nó test lại cái điểm mút 19.7 và sau đó nó có cái sự phục hồi. Và sự phục hồi này nếu khỏe thì hòa phát lại quay lại đây, tức là lại quay lại vùng cản ở khoảng vùng 21. À, xin lỗi cả nhà, 22 đến khoảng vùng 22.5. Đó thì khả năng là nó sẽ kéo được về đến đây và khi kéo được về đến đây rồi thì các anh chị chúng ta đang có hàng thì chúng ta có thể tối ưu hóa chúng ta chốt bớt đi. Và về đến cái vùng hỗ trợ ví dụ như là về đến vùng 19.7, về đến vùng 19.1 đến khoảng vùng 19. Còn nếu mà bị mất vùng 19 là thôi, hỏng rồi, tức là có thể chúng ta có thể À, xác nhận là biên 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 chặn lãi của Hòa Phát ở khoảng quanh vùng 19. Đó. Và chúng ta hành động theo xu hướng các anh chị, chúng ta không chống lại xu hướng. Đó. Rồi. Ở cổ phiếu Nam Kim, ở trong tuần thì Nam Kim cũng đã gì ạ? Đã quay trở lại chỉnh cung. Nó điểm chỉnh cung kỹ thuật khá là sát này, điểm 13.4 là chúng ta phân tích ở trong tuần giao dịch trước. À, tuần này thì nó đây nó test lại mút nến ở quanh vùng 13 và bản thân thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì Nam Kim nhúi xuống và đóng cửa tuần thì nó đã test lại nó đã rút lại chân lên được ở vùng 13.4 như vậy là một cái thiên kỹ thuật khá là tích cực và các cái phiên liền sau đó thì dòng tiền là kéo Nam Kim tương đối là tốt à, kết tuần thì nó đang đóng được ở trên vùng 15 à, đó như vậy là 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 tích cực các anh chị ở ờ, với tín hiệu này của nam kim khả năng nếu như mà nó có test thì nó sẽ test lại 1 phần 2 của cái cây nến này tức là nó rơi vào khoảng tầm 14.6 14.6 đến khoảng vùng 14.7 các anh chị nhé đó là sẽ là vùng test kỹ thuật và như vậy thì có thể là nó sẽ nhún lại một một ít ở đây ở trong tuần tới thì nó có thể nhún lại một ít ở đây và sau đó thì nó diện nó sẽ tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng kháng cự ở đây vùng kháng cự 16 đến khoảng vùng 16.5 À, có hàng chúng ta lại canh chốt và chốt xong thì biết đâu được nó lại đẹp trời nó lại rơi lại về vùng 13 14 thì như vậy giờ chúng ta bắt rất là ok những cái nhịp à, đánh nho nhỏ ngăn ngắn như vậy cũng sẽ rất là tốt cho anh chị em à, hoa sen cũng hoàn toàn tương tự như vậy trong tuần thì hoa sen à, chúng ta có dự báo là nó sẽ quay trở lại test cung nó nó quay trở lại, lại test cung một cây nến trong phiên giao dịch ngày thứ hai mặc dù là nó không test sâu đến điểm 13 hai và nó chỉ test lại để về vùng 13 năm bảy thôi và sau đó thì nó cũng rút chân lên và nó rút chân lên được trên biên 14 đến 14 3 như vậy đấy là một cây nến hết sức là tích cực tức là gì tức là nó test lại và nó rút lại ở đây các anh chị này đây là ngày xưa là biên kháng cự thì nó sẽ trở thành một cái biên hỗ trợ và khi mà cổ phiếu gì ạ? cổ phiếu test mà giữ được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó là một trong những yếu tố rất tích cực của cổ phiếu và đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì hoa sen đã có một cây nến xác nhận là lấy lại được trên vùng 14.3 Đấy là một cái tín hiệu cực kỳ tích cực và lực kéo thì uh, của Sen là tốt, rất tốt các anh chị. Tuần này thì nó lại kéo lên được vùng 16, 15.5 đến khoảng vùng 16 và phiên ngày hôm nay thì nó đang uh, lấp lại một phần, một phần cái cây nến tăng của phiên ngày thứ năm, khả năng tuần tới thì nó sẽ lấp lại được, nó sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng 10 15. Nó sẽ lấp lại quanh vùng 15 tích lũy lại vùng này mà ổn định thì các anh chị em cứ cầm thêm để chúng ta có thể uh, kỳ vọng không biết là nhịp này thì uh, với cái lực đánh dồn lực như thế này thì hoa sen tích lũy thành công ở vùng 15 xong thì nó có có cái cơ hội để nó vượt thoát để nó kéo lên cái vùng target cao hơn, đó là khoảng vùng 17.5 đến khoảng 18, đó là chúng ta đang ngắm ngắm như vậy. Như vậy để lên được cái vùng 7.5 18 này thì cái câu chuyện là hoa sen cần phải test tích lũy thành công ở khoảng quanh vùng 15. Lưu ý. Ở cổ phiếu VGS Uh, VGS đây VGS chúng ta phân tích vùng 11 4 đến vùng 12 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật và trong tuần thì nó đã có điểm test ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai khá sát với vùng 11 4 cây đến ngày thứ ba lấp lại cái điểm test đó và đến cây đến ngày thứ tư ngày thứ năm thì đang phục hồi với lực phục hồi này thì các anh chị cũng có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng là tuần tới thì nó sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng 13 năm đến khoảng vùng 14. Đây là vùng kháng cự ngắn thì chúng ta lưu ý. Trong trường hợp cổ phiếu đạp chiều mà giảm điểm thì chúng ta có thể chốt bớt và chúng ta lại chờ lại vùng quanh 11.4, à, 11.5 chúng ta có thể thu gom lại. Đối với nhóm thép là như vậy. À, đối với nhóm đầu tư công thì Hùng có phân tích hai cái ý à, liên quan đến nhóm đầu tư công. Nhóm thứ nhất đó là nhóm vật liệu phục vụ đầu tư công. Hùng Lê đã chọn ra ba mã cổ phiếu KSB PLC và BCC để chúng ta phân tích đầu tư và định hướng của chính phủ cũng như định hướng của team và định hướng của cá nhân Hùng Lê năm 2023 thì đầu tư công vẫn là một cái lĩnh vực được uh, tối ưu hóa và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và tiếp tục cầm cái nhóm đầu tư công cho năm 2023 bởi vì là tất cả các cái biện pháp mà tháo gỡ thị trường bất động sản ở trong thời điểm hiện tại đó là chỉ tháo gỡ các anh chị nhá tức là tìm các biện pháp tháo gỡ thị trường những cái khó khăn của thị trường bất động sản chứ không phải là bơm tiền ra để mà giải cứu thị trường bất động sản hai cái đó nó hoàn toàn khác nhau mọi người cần phải phân biệt được cái bản chất như vậy còn chính phủ sẽ ưu tiên dòng tiền cho đầu tư công cho phát triển nông nghiệp cho phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông bất động sản khu công nghiệp và phân khúc nhà ở xã hội đó thì đấy sẽ là một trong những cái định hướng khá là cơ bản của chính phủ nó đã rất là rõ ràng rồi các anh chị phải cần phải phân biệt như vậy chứ không phải là chính phủ bơm tiền ra để giải cứu thị trường bất động sản không có, có chuyện đó à, và đầu tư công thì nó đang cho chúng ta một cái kết quả cực kỳ tốt đó đầu tiên chúng ta sẽ phân tích đến mã cổ phiếu KSB thì như vậy là KSB nhịp cũ là Hùng đã đã phân tích lên được target 26 và sau đó thì KSB nó bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung. Thì nhịp chỉnh cung kỹ thuật đó là trong tuần video số 120 à 163, ba thì chúng ta nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 22 và trong tuần thì nó có thời điểm nó nhún dưới về vùng 22 nhưng mà à, kết tuần thì về cơ bản là nó lấy lại được vùng 22. Như vậy vùng hỗ trợ kỹ thuật 22 ở đây tương đối là ok. À, tuần này thì nó tiếp tục ạ à, nó có có một cây nến test lại à, mút mút của cây nến cũ là khoảng quanh vùng 20.5 và à, đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì gần như nó đã quay lại được vùng 23 phiên ngày thứ tư thì dòng tiền đột biến anh chị plc bắt như thế này là dòng tiền rất là tốt rồi phiên ngày thứ tư và ngày thứ sáu phiên ngày hôm nay dòng tiền cũng bắt tốt gần uh, sấp xỉ được gần 4 triệu cổ phiếu và như vậy plc là kéo lại vùng cản 24 à, với cái tín hiệu này thì nó tương đối là lạc quan tương đối là lạc quan đối với PLC như vậy thì uh, phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới nếu như mà PLC vẫn nằm được ở quanh vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 Ok anh chị thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng cản kỹ thuật của PLC uh, là vùng 26 và khỏe khoắn hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 28 tám uh, tín hiệu đường mà ACD bắt đầu từ phiên giao dịch của ngày thứ ngày thứ ba thì đây các anh chị nó bắt đầu có gì có bắt đầu có tín hiệu thu hồi nó đang có tín hiệu tốt lên và như vậy thì khả năng ở tuần tới thì tín hiệu đường mát sẽ chuyển sang xanh cổ phiếu thứ hai ở trong ngạch đầu tư công đó là ông có phân tích mã cổ phiếu PLC cổ phiếu này thì chuyên về nhựa đường và chúng ta nhìn thấy rằng là PLC cũng đang có một cái à, nhịp uptrend cực kỳ đẹp và đến thời điểm hiện tại thì dòng tiền bắt đầu được đẩy lên và đối với PLC trong bản tin tuần video số 163 các anh chị có thể xem lại các cái kịch bản vòng phân tích Tuần này thì nó tiếp tục gì ạ? Nó tiếp tục test lại mút 25 và sau đó thì nó tốc tăng nó rút lên Điểm đẹp, điểm break cản lại vùng 27.3 của PLC tương đối đẹp Và phiên kết tuần thì nó đóng được ở si soát ở cái vùng target mục tiêu ở khoảng quanh 30 trên 30 Như vậy là cực kỳ đẹp với xu hướng hiện tại của PLC các anh chị lưu ý chúng ta À, có thể nó sẽ kéo lên vùng 32 và sau đó nó sẽ có hai điểm test, một là test lại 30 nhưng cái kịch bản uh, thứ hai thì cũng sẽ thiên về kịch bản thứ hai hơn. Đó là nó sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 28, nó sẽ xây lại vùng 28 này không thủng, á à, giống như cái nhịp này. Nó xây lại ở cái biên mà mà hoặc là không là vùng 27.3 đến khoảng vùng 28 đi, chúng ta nói xem xem như vậy đó cái vùng này mà nó xây lại nó không thủng á thì chúng ta sẽ và lực cầu vẫn tiếp tục duy trì được tốt như này các anh chị ăn thêm đó plc chúng ta ăn thêm các anh chị bởi vì plc cái thằng này là cái thằng nhựa đường và nó sẽ tiêu tốn tương đối lớn cho công việc đầu tư công cổ phiếu bcc là một cổ phiếu thứ ba trong nhóm vật liệu phục vụ cho ngành đầu tư công được cùng lê phân tích khuyến nghị đầu tư Đến thời điểm tại ở trong tuần video 164 thì nó đã chỉnh về vùng 9.6 đến vùng 10 đó là vùng mục tiêu và tuần này thì nó tiếp tục vươn được lên cái vùng kháng cự 12. Với lực đánh của BCC như này thì nó theo quan điểm cá nhân cùng thì nó sẽ sớm để nó vượt thoát vùng 12. Và khi mà BCC vượt thoát vùng 12 thì chúng ta sẽ ngắm lên cái target tiếp theo của BCC ở khoảng quanh vùng 14, đó là tín hiệu uh, uh, chờ đợi ở trong tuần giao dịch tiếp theo ở tuần tới thì khả năng BCC nó sẽ có những cái điểm mà test kỹ thuật lại ở khoảng quanh vùng 11.3, 11.5 đó vùng nó tích lũy ổn định và chúng ta chờ đợi một cây nến xanh ở đây thì như vậy là các anh chị đang cầm thì chúng ta có thể mua hết đó, mua điểm mua cuối cùng điểm mua break à, nhóm ngành thứ năm đó là nhóm ngành xây lắp liên quan đến à, những cái công việc phục vụ cho đầu tư công thì cũng có lựa chọn ra năm mã cổ phiếu để chúng ta à, khuyến nghị phân tích đầu tư dành cho các anh chị em đó là mã cổ phiếu VCG thì đối với VCG trong nhịp chỉnh cung à, nhịp chỉnh cung đầu tiên đây nhịp chỉnh cung đầu tiên thì à, vùng hỗ trợ kỹ thuật là quanh vùng 19 này 19 điểm chỉnh cung 1 19 điểm chỉnh cung thứ hai à, có phân tích dự kiến ở đây quanh vùng 17.8 và trong tuần thì nó không về được đến vùng 17.8 và nó chỉ loanh quanh ở vùng 19 thôi tức là nó test lại cái mút đến của à, tuần giao dịch 164 phiên ngày thứ 5 <laughs> phiên ngày thứ năm 2, 3, 4, à xin lỗi cả nhà phiên ngày thứ tư Phiên ngày thứ tư thì nó xuất hiện một cây nến rất là khỏe Kéo với lực cầu cũng khá là tốt Sắp xỉ đạt 12 triệu cổ phiếu Phiên kết tuần nó đang công lại cản ở đây Đó là cản 21 Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây này Cái điểm này nó cũng rút từ cái vùng 10, mười 17, 8 Tại sao hùng lại, kỳ vọng nó đạp xuống 17, 8 rồi mới kéo Thì nó nó là, là là cái nhịp này đó thì nó kéo lên đây nó chạm 21 thì nó cũng có một cây nến ở đây, cây nến doji. Đây cũng là một cây cứ tạm gọi là cây doji hay cây nến búa. Và sau đó nó cần thêm khoảng hai phiên test tích lũy lại ở khoảng quanh biên à, 20 đến khoảng biên 20.5. <laughs> như vậy là tuần tới nếu như <laughs> trường hợp VCG vẫn giữ được ở biến 20-20.5 test kỹ thuật thành công ở đây và lực cầu quay trở lại thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cản 22 hai à, và lại tiếp tục chờ đợi thôi xuất hiện một cây nến xanh nó đè lại được vùng 22 cộng thì cái đó chúng ta sẽ mới nâng target lên còn hiện tại thì cái điểm nghẽn kỹ thuật của VCG vẫn nằm ở quanh vùng 22 hai à, cổ phiếu FCOM <laughs> FCOM trong tuần thì cũng đã chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.3 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu sẽ test về đây và có cái sự phục hồi và chúng ta cũng có thêm những cái điểm mua rất là đẹp đây Nếu như anh chị theo dõi các bản tin tuần Tuần này thì nó bắt đầu công lại cản 12 đến khoảng vùng 12.5 Đây là vùng kháng cự tương đối là mạnh Thì tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm cái cản này ở Khả năng khi về đến cản này thì nó sẽ mất khá nhiều thời gian đó các anh chị Bởi vì ở đây nó không bứt được Thì khi ở cái nhịp này nó đánh lên đây thì nó cũng sẽ gặp khó khăn <laughs> và với cách đánh của chúng ta ví dụ chúng ta cầm uh, phe chẳng hạn thì ví dụ về 10 đến khoảng vùng 10.3 chúng ta mua và về đến khoảng vùng 12 12.5 thì chúng ta canh chốt như vậy là chúng ta cũng tối ưu hóa được một cái nhịp đâu đó khoảng tầm từ 15 đến 20 phần, uh, trăm trong 1 đến 2 tuần giao dịch như vậy cũng khá là tốt rồi đúng không ạ uh, CMGO4 CNCO4 trong tuần thì CNCO4 cũng đã quay trở lại về vùng cung kỹ thuật ở vùng 10 đến vùng 10.3 đây các anh chị. Đây là vùng giá mục tiêu. Nó chỉnh cung cực đẹp luôn và các anh chị đặt mua ở đây thì gần như là mua bắt đúng đáy luôn. Và nó có sự phục hồi sau một cây nến tăng mạnh thì có hai cây nến test cũng cực đẹp, đẹp hơn cả kiều luôn. 10.8 đến 11 các anh chị, nó test hai cây nến cực đẹp và đóng cửa ở vùng 11.6. Ờ à, quá đẹp luôn, như vậy là quá đẹp luôn. Như vậy tuần tới nếu có thì theo Hùng là nó cũng chỉ có loanh quanh ở khoảng quanh vùng 11.4, 11.5 thôi. Chúng ta thử đặt ở đây nhé. 11.4 đến khoảng vùng 11.5 thôi. Ở loanh quanh nó cũng chỉ có tham chiếu ở đây thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng Cienco 4 sẽ kéo lại ở đây vùng 12.9 đến vùng 13. Như vậy là lại chạm lại cái vùng giá mục tiêu chốt lời. À, chúng ta làm được vòng thứ hai Chúng ta làm được vòng thứ hai rồi. Về đây chúng ta chốt biết đâu được nó lại rơi lại về vùng 11 sau đó nó lại rơi lại về vùng 9 về vùng 10 chẳng hạn về vùng 10 đây thì chúng ta lại làm vòng thứ ba đó còn trong trường hợp nếu như mà về đến vùng này mà chúng ta nhìn thấy các cái tín hiệu kỹ thuật tích cực và nó có tín hiệu đè ở uh, vượt thoát vùng 13 13.3 thì như vậy là uh, chúng ta lại không bán nữa mà thậm chí điểm đó chúng ta lại đang có sẵn hàng thì chúng ta sẽ gì ạ mua điểm mua break đó tùy từng cái tình huống để mà À, chúng ta hành động. <laughs> LCG thì quá tốt rồi, quá đẹp rồi, lực đánh của LCG liên tục đạt trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên, tức là dòng tiền lớn đã gì ạ? đã tập trung đánh LCG ở trong uh, thu gom và đánh ở LCG ở tuần video số 164 đến vùng 165 uh, 163 sáu 164. Thì các anh chị nhìn thấy đây <laughs> LCG thì chúng ta cũng đã bắt đầu phân tích một cái trang kỹ thuật tương đối là tốt và trong cái điểm chỉnh cung kỹ thuật thì cũng có phân tích vùng chỉnh 1 ở vùng 96 đến 98 thì nó đã tích ở trong uh, bản thiên tuần video 163, 164 và đến tuần này thì nó bắt đầu vượt thoát bứt lên và nó đang hướng tới cản 12. hai uh, nếu như chúng ta xét tổng quan một cái cục diện thì cái vùng 12 đang trở thành một cái vùng cản cuối cùng. Tức là khi mà LCG bứt cái cản 12 ở đây thì phía trước của nó là bầu trời các anh chị bầu trời mênh mông ở phía trước rồi thế thì câu chuyện là để mà nó xây dựng được cái trang kỹ thuật tiếp theo khả năng tuần tới LCG sẽ có biên 11.2 đến khoảng biên 11.5 nó sẽ quay trở về test cung tích lũy ở vùng này để chờ đợi uh, xu hướng thị trường ví dụ index bứt phá mạnh mẽ để uh, giúp chúng ta định lượng được một cái diện một cái trang kỹ thuật uh, tốt hơn của index ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo thì như vậy là xuất hiện một cái cây nến xanh đè uh, sau khi test xong thì nó sẽ có một cây nến xanh đè như thế này thì điểm đó là cái điểm mà các anh chị em cũng hoàn toàn đang cầm có thể mua điểm mua break đấy điểm mua cuối cùng. Uh, cổ phiếu tiếp theo đó là G36. G36 cũng rất là đẹp. <laughs> thằng này nó làm về hạ tầng và đầu tư công cũng tương đối là nhiều. Thì trong tuần à, chúng ta có phân tích vùng chỉnh, vùng mục tiêu ở vùng năm đây các anh chị tha hồ các anh chị mua. Đó và mua xong rồi thì tuần này nó lên 72 ngon rồi, đúng không ạ? Và chúng ta lại tiếp tục gì? Chờ đợi. À, tuần này thì kéo thôi, cứ tín hiệu này thì kéo thôi. Đó lực cầu phiên này được đẩy lên khoảng gần 600.000 cổ phiếu như vậy là chúng ta lại tiếp tục ngắm cản 8 à, Mua ở 6.3 và Chốt ở khoảng quanh 8 thì như vậy là chúng ta tự tính ra được cái target mục tiêu à, Ngắn ngắn như vậy thôi và về đến đây thì chúng ta chờ đợi trong trường hợp nếu như mà nó bị chốt đây là một cây nến bị chốt Thì chúng ta chốt theo Còn trong trường hợp nếu có cây nến xanh à, đẩy lên thì như vậy là chúng ta có thể à, mua điểm mua break tức là mua tăng cường thêm Ok như vậy là đầu tư công rất là ổn áp các anh chị lưu ý <laughs> nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí đối với nhóm ngành dầu khí thì cũng có phân tích năm mã cổ phiếu năm mã cổ phiếu chiến lược để dành cho anh chị em đầu tư ở mã cổ phiếu thứ nhất đó là mã cổ phiếu plx thì đối với plx là về target kỹ thuật là đạt hết rồi Đấy, nhịp này suy soát đạt 40, nói chung tuần này nó lấy lại được khoảng vùng 39 đến khoảng vùng 40 là cực kỳ là happy rồi. Đồng thời là chúng ta có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây là vùng 36, vùng hỗ trợ 2 đó là vùng 37. Thì ở trong ngắn hạn các anh chị lưu ý là khả năng thì PLX sẽ đánh ở trong biên hẹp. Tức là chạm với vùng cản 39 đến 40 thì có thể xuất hiện lực chốt và chạm vùng hỗ trợ 37 hoặc là 36 đây thì nó sẽ có lực hồi. Và hiện tại thì xu hướng của PLX vẫn đang là xu hướng uptrend. Như vậy là khi cổ phiếu đang nằm ở xu hướng uptrend tổng quan thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục cầm nắm. Chúng ta tối ưu hóa ở các điểm hỗ trợ kỹ thuật chúng ta mua và các điểm kháng cự ngắn chúng ta bán. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu PVS. <laughs> thì đối với PS các anh chị Hùng sẽ view lại đây để chúng ta nắm được cái ý đồ. Đấy. Thì đối với PS khi mà chúng ta phân tích một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của PVS ở vùng 21 đến vùng 22 ở đây đúng không anh chị? Đây, Hùng đã có phân tích ý đồ đây và chúng ta chờ đợi một kìa một cây nến tuần bứt thoát lại ở vùng 24 cộng thì đây đang là những cái thời điểm mà chúng ta nhìn thấy đấy ạ à, sau khi mà nó xây được cái nền ở vùng 21 đến khoảng vùng 22 ở đây thì trên trạc kỹ thuật tuần các anh chị nhìn thấy ạ trên trạc kỹ thuật tuần thì PVS liên tục đi ở đây sẽ vẽ một cái biên test đây bốn biên 23 đến khoảng biên 24 đó và nó xuất hiện một cây đến tuần à, nó ôm trọn hết tất cả những cái vị thế ở trước này như vậy thì tạm thời như vậy là xu hướng của PVS rất là diện rất là đẹp đấy thì bản thân không phải bây giờ chúng ta mới nói đến PVS mà chúng ta đã nói PVS ở những cái vùng ở những cái thời khắc mà PVS tích lũy ở trước này à, với xu hướng này thì các anh chị lưu ý này đây có cái vùng cản 28 28.5 sẽ bật lại ở bên chạc ngày để chúng ta ngắm xem nào <laughs> đó thì đối với ps sau một cây nến à, kéo mạnh thì nó sẽ có xu hướng nhả cung, vùng 25.4 25.5 sẽ là vùng nhả cung kỹ thuật của PPS ở trong tuần tới. Tích lũy thành công ở điểm này thì chúng ta ngắm cái vùng kháng cự của PPS tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. <laughs> trong tuần thì PPS có một điểm chỉnh cung, à, theo kỳ vọng thì chúng ta sẽ kỳ vọng chỉnh về vùng 23 nhưng mà PPS chỉ lấp lại à, đây là vùng 22. Uh, 22 24. 24.4 trong khi đó chúng ta kỳ vọng tức là uh, nó lấp lại ở trong cái bản tin tuần ấy, tin tuần 164 thì nó lấp lại vùng này nhưng mà nó chỉ lấp uh, sơ sơ ở trên này thôi và nó kéo như vậy là khá là tốt. Tức là cổ phiếu khỏe đấy, các anh chị. Cổ phiếu khỏe là cổ phiếu test tích lũy ở trên vùng hỗ trợ mục tiêu. Đó là cổ phiếu khỏe. Ờ, giống như là PVD ở trong tuần giao dịch 164 thì chúng ta kỳ vọng nó test về vùng 18.3 là sẽ mở mua nhưng mà nó chỉ test về được có vùng 18.75 và nó hồi phục lên và sau đó thì nó diện nó túc tắc giao dịch được ở trên vùng 19 và như vậy tuần vừa qua thì cũng tiếp tục kỳ vọng là à ông mà ấy thì ông test về vùng 19 nhưng không có 19 để chúng ta mua mua thêm <laughs> nhịp cũ thì có chốt một phần ở quanh vùng 24 rồi target uh, mục tiêu ở trong tuần này thì gần như là PVD đánh tương đối nó khỏe các anh chị rất khỏe nó vượt lại được vùng 21.4 và tuần tới khả năng ở quanh vùng 21.7 nó sẽ test tích lũy lại một đến khoảng hai cây nến ở quanh vùng này và như vậy thì nó sẽ kéo nước rút về khoảng quanh vùng 23 đến khoảng vùng 23.4 ở nói chung lên đến tầm này là không có điểm mua ở đâu các anh chị nhá nó chỉ mua ở loanh quanh ở những cái, cái điểm mà chúng ta chỉnh cung ở đây thôi chứ còn anh chị mua ở điểm này mà không cẩn thận đây các anh chị này những cái điểm này này rồi những cái điểm này này đó chúng ta ham mà đó, thay vì là đó hùng thường sẽ chọn những cái điểm mua ví dụ quanh 18 3 này cái cây nến này có phải 18 3 hoặc là vùng 19 này hỗ trợ này đó còn PVD thì chúng ta đã phân tích rồi. Chúng ta đã phân tích một cái sự phục hồi của PVD. Đâu đó từ vùng 13 nâng target lên vùng 18. Rồi từ 18 nâng target lên vùng quanh vùng 21, 21.4. Rồi chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Và nhịp này thì khả quan là sẽ đánh lên được khoảng quanh vùng 23, 23.3. Các anh chị lưu ý. <laughs> BSR thì vẫn còn những cái... <laughs> vẫn còn những cái điểm mua. À, trong tuần 163, 164 thì chúng ta có phân tích ở vùng 10, 15... 15.5 cộng trừ đấy 15 15.5 ở à, tuần này thì BSR có một cái nến khá là tốt ở phiên giao dịch ngày hôm qua phiên nay trả cung tuần tới chúng ta đánh giá thêm hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 16.2 mục tiêu thì vẫn là công lại cản 17 và xa hơn là vùng 18 thôi đó là những cái target mục tiêu ngắn các anh chị uh, có thể canh chốt nếu như mà cổ phiếu quay đầu uh, cổ phiếu oi <laughs> oi <laughs> ở đây thì uh, đây vùng gom kỹ thuật vùng 88.5 Thậm chí là nếu mà chúng ta lùi lại dòng thời gian thì chúng ta đã có cái vùng mua của oi là 7.5 đến vùng 7.7 nhịp 1 này kéo lên được suy soát 10 à, chỉnh cung đó tuần này vẫn có vùng giá mục tiêu này vẫn anh chị mà đặt vùng 8.5 8.6 là vẫn khớp hiện tại đóng cửa vùng 9.2 tuần tới khả năng sẽ chỉnh ở lại ở quanh vùng 9.1 mục tiêu thì lại ngắm lại đây thôi 97 đến vùng 10 uh, à, nhóm anh tiếp theo đó là nhóm banh thì uh, <laughs> nhóm banh đã có một cái nhịp chỉnh giảm một cái nhịp chỉnh giảm uh, nhẹ, một nhịp chỉnh, chỉnh giảm nhẹ. Và đối với banh ấy, thì hùng chỉ có lưu ý với các anh chị thôi là chúng ta chủ động, chúng ta quan sát việt công banh. Anh cả của chúng ta uh, mặc dù là cái con việt công banh này ấy, là hùng ít khi khuyến nghị đầu tư nhưng nó mang một cái ý nghĩa khá là quan trọng đó, các anh chị. Khi mà nó đổ đèo, thì nó sẽ kéo theo uh, rất nhiều cái hệ lụy sau đó. Đây ví dụ đây là một nhịp đổ đèo nó và hiện tại thì nó đã kéo tương đối là rát rồi và đây các anh chị 95 95. À, nếu mà có khỏe khoắn thì nó sẽ à, ép lên được khoảng quanh vùng 100. Đó thì chúng ta lưu ý những cái kịch bản như vậy. Hiện tại đây thì chúng đang cố gắng quan sát cái sự vận động của Vietcombank ở quanh vùng 90 đến khoảng vùng 95. Tức là trong ngắn hạn nếu như mà Vietcombank mà không bị thủng vùng 90 thì khả năng vẫn còn target 100. Còn trong trường hợp nếu nó đè một cây nến mạnh như này, đỏ này vùng 90 và sau đó nó xác nhận là nó không lấy lại được vùng 90 thì đấy có thể là tín hiệu kết thúc một cái chu kỳ tăng trưởng của Vietcombank. Và điều đó thì nó cũng sẽ kéo theo kết thúc một cái chu kỳ tăng trưởng của nhóm banh. Nói chung là như vậy, thường thường là cái thằng Vietcombank mà nó nó đổ thì những cái thằng sau nó cũng sẽ đổ. À, vì sao? Bởi vì Việt công Banh công thương bidv đã kéo rất tốt trong nhịp vừa qua và ba cái thằng này mà nó 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 quay đầu ấy, thì khi đó thì nó sẽ rất gây rất là nhiều khó khăn cho 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 nhóm banh nhưng hiện tại thì nó chưa quay đầu ấy, anh chị hiện tại thì nhóm banh vẫn uh, đang giữ nhịp tốt và nó đã, vẫn đang có những cái tín hiệu đi sideways đi ngang uh, cho một số các mã cổ phiếu chỉnh <laughs> tín hiệu chúng ta sẽ đi phân tích thì chúng ta sẽ nắm được uh, bidv À, vùng chặn lãi cũng đã có phân tích đã rồi 41.5 tức là có nghĩa là nó vẫn giữ được trên 41.5 thì về cơ bản là vẫn ổn đúng không ạ tuần này nó có chỉnh cung và uh, phiên kết tuần thì nó giao dịch khá là tốt nó kéo khá là tốt để giúp cho index xanh nhẹ ở uh, phiên ngày hôm nay là cũng có công sức của BIDV rất là lớn uh, rồi tuần tới thì nó sẽ khả năng nó sẽ ngắm lại vùng cản 46 47 48 ở đây và uh, 47 48 50 đó <laughs> thì nếu như lên đến đây mà chúng ta nhìn thấy các cái tín hiệu bị chốt đây là tín hiệu bị chốt này thì chúng ta chốt thôi đó câu chuyện nó là như vậy chốt lại bớt và trong trường hợp nếu như mất 41.5 thì các anh chị có thể xem xét bán hết nếu như sau khi điểm mất đó mà nó không có thể quay trở lại để nó lấy lại được cái vùng 41.5 em công thương cũng hoàn toàn tương tự như vậy công thương chúng ta đã phân tích từ ngày 13 tháng 10 và đến tận bây giờ nó đã là khoảng 3 tháng rồi thì công thương cũng đã hình thành được một cái nhịp tăng tốt và target của công thương thì cũng quá là mỹ mãn luôn 30 trên 30 30 trên 30 các anh chị 30 đến 30 quá đẹp Vậy thì bây giờ nó chỉ còn là một cái nhịp vơ bèo vợt tép nữa thôi các anh chị yếu yêu thì cầm mít xong đấy là ví dụ mình cầm một ít mình đảo hàng đó vậy thì đảo thì đảo như thế nào 28.5 là hỗ trợ này À vùng 30 30.5 là kháng cự này, nó thì cứ lên đến đây thì bán bớt đi, về đến đây thì mua thêm một ít, vui vui như vậy thôi, đảo trong uh, phiên rồi đảo trong tuần, nó đại loại như thế để chúng ta chờ đợi xu hướng. Còn trong trường hợp nếu như công thương mà bị mất um, <laughs> công thương thì khả năng cũng chưa mất đâu. Nếu như công thương bị mất vùng 28 thì cái đó thì nó sẽ báo tín hiệu xấu, chứ còn hiện tại thì cũng chưa 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 đó, nếu như mà cây nến mà đè như thế này thì khi đấy thì xấu này. Còn nếu mà chưa có tín hiệu này thì các anh chị cứ uh, tiếp tục cầm và đảo ngắn ở trong những cái nhịp như vậy. VBank đó. Những em này nó neo để cho Banh chỉnh này, VBank là chỉnh từ vùng 20 mà về vùng 16.5 các anh chị nhá. Như vậy là gì ạ? Đấy, đây là kháng cự này. Chỉnh cung nhịp 1 này, chỉnh điểm 2 này, chỉnh điểm 3 và tuần này nó chỉnh về điểm 4 và điểm 5 thì không ai chống lại được xu hướng chúng ta sẽ đi phân tích các vùng hỗ trợ kỹ thuật để chúng ta dò thêm xu hướng ờ, ở đây ở vùng 17 17.2 nó bị thủng đấy các anh chị này khi nó bị thủng nó xuất hiện một cái nến liền sau đó thì nó sẽ hướng về vùng 16.5 và như vậy là nó suýt soát về đến 16.5 trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó có lực phục hồi tuy nhiên lực phục hồi này thì khả quan là phải quay trở lại test lại quanh vùng 17 phục hồi được tích lũy được thành công ở vùng 7 rồi thì bên này nó mới hình thành được một cái nhịp long ở bên này lực cầu cần phải đẩy lại khoảng trên 25 triệu cổ phiếu trên một phiên thì cái đó các anh chị và và lưu ý và lưu ý là cần phải có gì ạ test lại thành công ở trên vùng 27 thì cái đó các anh chị đang cầm chúng ta sẽ mua thêm MBB hiện tại cũng đang tích lũy thôi à, điểm tích lũy kỹ thuật của MBB ở đây đó là vùng 17 17 chấm mấy ta 17.7 đến vùng 18 và trong một nhịp phân tích về mặt target kỹ thuật thì mình có đưa target của MBB lên vùng 20 đến vùng 20.5 và nó lên được vùng 20 thì gì ạ? Nó đổ. Đó, nó đổ thì lần lượt đổ thì nó sẽ đổ về vùng 19.2, 19.2 thùng thì nó sẽ đổ về 18.5, 18.5 thùng thì nó sẽ đổ về biên 17.7 đến vùng 18, đó là quy luật vận động của cổ phiếu. Đó. Còn trong trường hợp à trong trường hợp nếu mà nó đổ cái vùng này thì nó sẽ đi về đâu thì chắc chắn là nó sẽ đi về cái vùng thấp thấp dưới này rồi. Đó, nhưng mà hiện tại thì cũng đang nhìn thấy là tuần này thì nó đang có những cái tín hiệu tích cực hơn. Như vậy đối với MBB thì uh, mua nếu giả sử các anh chị mua thì chúng ta chỉ nên ưu tiên là trong tài khoản chúng ta đang có hàng thì chúng ta mua và chúng ta đặt mua đấy những cái vùng hỗ trợ khả năng sát này. Ví dụ như có trang các anh chị mua 18 thì ít nhất là các anh chị cũng hiện tại đang lãi một tí hoặc là uh, có thời điểm nó lên được đến vùng 18.4 18.5 như vậy là tạm lãi đấy uh, thay vì những cái câu chuyện mà khi cổ phiếu lên đến những cái vùng kháng cự như thế này mà các anh chị cứ hầm hố hầm hố cứ húc, húc, khúc húc, húc, thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ bị lỗ thôi đơn giản là như vậy rồi thì đối với MBB uh, theo quan điểm là nên quan sát thêm các anh chị nha <laughs> Techcombank Uh, tuần vừa rồi thì đấy, uh, chúng ta cũng dự báo là gì? Nó sẽ chỉnh cung lại khoảng quanh vùng 26.5 à. Đó và nó có mức lực kéo lên, lực kéo này thì uh, về mặt uh, tín hiệu giá là đẹp nhưng về mặt uh, khối lượng thì chưa đẹp, tức là tiền nó chưa vào. Đó, tiền nó chưa vào thì cổ phiếu khó đi xa như vậy, là tuần tới sẽ có điểm test kỹ thuật lại quanh vùng 27.5 và điểm sâu hơn thì cũng có dự kiến ở đây rồi, đó là khoảng quanh vùng 27. Ờ uh, nó sẽ uh, test uh, sẽ test cung uh, nó sẽ test cung uh, kỹ thuật ở đây uh, nó sẽ test cung kỹ thuật ở đây ổn định thì uh, có thể ngắm ngắm lại uh, một cái target kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 29 đến khoảng vùng 29.5 tức là nó sẽ hồi phục lên cái cản ngắn ở đây các anh chị nha đó thì uh, rồi ok vùng 27 mua 29 uh, té ít nhất cũng được khoảng tầm độ 5-7% uh, TPBANH thì chúng ta đã ngắm nó ở một cái góc độ nó dài hơi đó, góc độ dài hơi và góc độ dài hơi đó thì cũng đã có phân tích cực kỳ kỹ cho các anh chị rồi trong các cái bản điểm tin tuần à, sẽ không nhắc lại hiện tại ở tuần 164 thì nó bắt đầu đánh cản 25 và chỉnh tuần này thì nó cũng bắt đầu test lại cung và chúng ta lại có vùng 22 7 đến vùng 23 đó là vùng giá mua mục tiêu thay vì chúng ta mua 25 thì chúng ta mua dưới này và có thể sẽ có vùng 22.5 Đấy sẽ là những cái vùng gom uh, kỹ thuật của cổ phiếu TVBank và TVBank các anh chị cầm dài một tí. À, chúng ta chờ đợi một cái ngày đẹp trời TFB anh đánh thấp à, đánh vượt thoát vùng 25 và sau đó cái cách đi của nó thì nó sẽ đi như này, đó, nó test lại, nó kéo vượt thoát lên và sau đó nó test lại ở khoảng vùng 24.5 ở đấy này, nó sẽ phải đánh như thế đấy, rồi à, lực long quay lại ổn định, nó, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ đi xây những cái target mục tiêu của TFB cổ phiếu VIP cũng là rất là hay <laughs> Hiện tại thì VIP trong nhịp cũ là VIP đạt được cái vùng target mục tiêu 2323.3 và nó chỉnh. Đó, nhịp một chỉnh ví dụ quanh vùng 21 các anh chị gom này. Rồi quanh vùng 19 19.8 đến vùng 20 các anh chị gom này nếu có này. Rồi nếu có nữa thì sẽ ở vùng 19 19.3 tức là chúng ta đặt ra các vùng giá mục tiêu, các cái điểm, các cái trạm để chúng ta gom và trong tuần vừa qua thì VIP đã quay trở lại vùng 21 như vậy đây là tín hiệu kỹ thuật của VIP tương đối tích cực tuần tới khả năng khả năng nếu nó có nhún thì nó sẽ nhún là về lại quanh vùng 21 hoặc là ở đây nó sẽ có cái điểm rơ đi qua vùng 21 một tí là khoảng vùng 20.7 đến khoảng quanh vùng 21 đó 20.8 à, 20.7 20.7 đó rồi nó sẽ rơ rác tại ở trong vùng này tích lũy định thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại vùng cản 23 mươi à, trên góc độ kỹ thuật tuần thì hiện tại thì chúng ta nhìn thấy rằng là VIB đang có một nhịp tích lũy và à, cái tính tạo lập của cổ phiếu VIB đấy các anh chị nhìn thấy rồi ạ. khi mà nó đánh thì nó sẽ đánh một cái trang kỹ thuật rất là đẹp và biết đâu được đấy ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này đó là vùng 18 18.5 19 thì nó sẽ hình thành được một cái trang kỹ thuật ở đây Uh, sóng chỉnh ABC thì gần như nó cũng đã kết thúc uh, cái chu kỳ sóng chỉnh ABC rồi và nó bắt đầu xây dựng lại uh, một cái sóng tăng mới thì đấy là cái kỳ vọng uh, của VIB ở trong 2023. <cười> <cười> <laughs> STB, STB thì trong cái tuần vừa qua thì anh chị em bảo là nhiều cái thông tin thế này thế kia nhưng hùng không có quan tâm. Quan tâm duy nhất đó là gì? STB chúng ta đã phân tích một trang kỹ thuật từ vùng 16.5 và đã đạt được target 27 trên 27. Đấy là cấu chốt. Và gì? Đấy là thành quả. Còn lại có thành quả được từ 16.5 mà lên đến tận và thậm chí là nếu mà chúng ta tính sơ sơ ở đây từ vùng 22 mà lên được vùng 27, ok. Bây giờ có sàn 5 cây, 10 cây đấy là câu chuyện của tạo lập. Ta không quan tâm bởi vì là chúng ta đã đạt được target mục tiêu và bây giờ nó bắt đầu chỉnh cung. Chỉnh cung thì cứ bình tĩnh, chúng ta phân tích. Điểm thứ nhất, 24, 24.5 bị mất thì chốt bớt đi. Đó, hoặc thậm chí là các anh chị có thể chốt bớt uh, chốt hết. Đấy là câu chuyện rất bình thường. Đó. Ở nhịp này nó đang hồi lên. <laughs> Tuy nhiên cái lực hồi này thì chúng ta cần phải đánh giá thêm khả năng nó sẽ hồi lên được khoảng quanh vùng 25.5. 25.5 rồi rồi sau đó, rồi sau đó nó sẽ bắt đầu quay trở lại test. Đó, nó sẽ bắt đầu quay trở lại test lại vùng 24. Rồi sau sau hơn nữa thì à, có thể là gì Có thể là à, test lại ở khoảng quanh vùng 20 20 mấy đến nhà 22 đến khoảng vùng 2.5. đấy là các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta cần phải tính toán thêm. Đó, à, cổ phiếu phá vô hỗ trợ cao thì nó sẽ đi về hỗ trợ thấp thôi. Và cái quan điểm ở đây là sóng sóng ABC. Các anh chị hiểu rồi đúng không ạ? Thì sóng ABC nếu như mà khi mà nó test lại vùng 24 mà nó thủng thì chắc chắn là vùng 222.5 thì sẽ nó sẽ hướng đến nơi thôi. Trong tuần vừa qua là nó đã tụt về vùng 23 rồi, đó. Thì bắt đầu là đỉnh này, đỉnh của sóng thứ nhất này, xong nó sẽ chỉnh sóng A này, sóng hồi B và đỉnh sóng C. Như vậy sóng C nếu như mà khỏe thì nó sẽ về khoảng quanh vùng 21. Còn sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 18. Thì đấy là chúng ta đang dự báo như vậy thôi. Còn cái quan điểm của Hùng là gì? Chúng ta đã có một cái nhịp phân tích tốt ở bên này rồi. Thì cái nhịp bên này các anh chị em là chỉ còn nhịp vừa bèo vừa test thôi. Nó tăng được tiếp thì tốt mà nó không tăng được tiếp. Thì như vậy là chúng ta cũng đã có một nhịp đầu tư thành công. Ở cổ phiếu SHB trong tuần thì nó sẽ đi. Hiện tại thì nó đang bám biên ở khoảng quanh vùng 98 đến vùng 10 hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn ở đây của em này đó là 9.5 đến 9.7 ở đây khả năng thì tuần tới thì nó cũng chưa thể uh, bay cao được đâu bởi vì cái lực đánh của SHB mà 10 triệu thì chưa thể chưa thể chưa thể phiêu được SHB nó phải đánh khoảng tầm nổ uh, 20 đến khoảng tầm 25 triệu cổ phiếu thì cái đó nó mới ổn và giai đoạn hiện tại thì SHB đang nằm ở xu hướng tích lũy <laughs> uh, Liên việt bốt banh uh, có lưu ý với các anh chị rồi nếu như mà chúng ta Uh, không bị thủng vùng 13 13.3 thì các anh chị cứ cầm ở đây có cản ngắn ở đây là cản 14 7 đến 15 lưu ý chúng ta có thể canh chốt bớt phiên ngày hôm nay thì chạm vào vùng cản và nó đang có một cây nến rụt trở lại và chúng ta sẽ ở đây này các anh chị sau một cái phiên công lên đó, thì thông thường khi chạm về vùng cản là cái biên giao dịch nó sẽ rất là hẹp để nó chờ đợi xu hướng và đây chính là cây nến gì đây là chính là cây nến mà nó xác nhận là không break được cản và cây nến này thì nó là cây nến kết thúc và nó sẽ quay lại chu kỳ tích lũy đó thì ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật đây rồi, các anh chị ở vùng 13 3 13.5 năm à, có thể thu gom và vùng 14, 15, 14, 7, 15 thì có thể cánh chốt và tạm thời thì uh, Liên Việt Quốc Banh nó cũng sẽ đi ở trong một cái biên hỗ trợ tương đối là hẹp như thế này. chúng ta lưu ý thêm. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ <laughs> đi phân tích uh, sang nhóm ngành chứng khoán gồm có mã cổ phiếu VCI. Thì đối với đối với nhóm ngành chứng khoán thì các anh chị uh, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai à chờ không ở trong phiên giao dịch của ngày uh, thứ ba ngày 14 tháng 2, 9 giờ 28 phút thì có phân tích một kỳ ý là hiện tại cổ phiếu chờ mua trong phiên ngày 13 tháng 2 đang tăng rất uh, đang tăng cao và khi cái lượng cổ phiếu chờ mua mà chuyển sang mua thì đấy sẽ là dấu hiệu tạo đáy của thị trường và khi thị trường hồi thì nhìn chung nhóm chứng khoán sẽ là nhóm mà nó sẽ có cái sự phục hồi tốt nhất chính vậy nên là các anh chị em có thể canh uh, nhóm chứng khoán tại những cái vùng điểm hỗ trợ và cái biên thì cũng đã có phân tích những cái biên ở đây để cho các anh chị em mà đang cầm nhóm chứng khoán hoặc là chúng ta uh, mở mua mới thì chúng ta sẽ căn cứ cái biên đó để chúng ta uh, có thể vào các cái vị thế và khi chúng ta phân tích được uh, đúng và trúng cái đáy của thị trường chung uh, gần như các anh chị mua cổ phiếu nào cũng lại hết đó, cũng thắng thắng nhiều thì thắng ít thôi đó đây các anh chị và trong phiên giao dịch của ngày thứ ba đây thì nó bắt đầu nó có một cái điểm test kỹ thuật và nếu như các anh chị nhìn cái thân nến này thì đây cái điểm thấp nhất của nó là vùng 25.1 25.1 và đóng cửa vùng 25.35 như vậy thì Hùng phân tích một cái điểm là biên 25 cộng trừ 0.2 như vậy thì chúng ta vẫn có những cái điểm mua ví dụ như 25.3, 25.2, 25.1 ví dụ như vậy. Đó thì chúng ta căn cứ những cái biên như vậy để chúng ta mua và ít nhất là khi mà chúng ta mua từ phiên giao dịch của ngày thứ ba thì đến ngày hôm nay là nó đóng cửa vùng 27 đúng không ạ? Thì chúng ta mua ở 25 uh, 25 năm đi và ở vùng 27 như vậy là chúng ta cũng không bị lỗ. Đấy, ít nhất là không bị lỗ cả. Đấy. Đó là những cái, cái 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 giá trị mà khi chúng ta à cập nhật những cái 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 phân tích trực tuyến thì chúng ta sẽ nhận được những cái tín hiệu như vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng có những cái thời cơ để chúng ta hành động ở trong thị trường. Đó, còn đến điểm này thì nó lại hơi bị quá mất rồi đúng không ạ? Và VCI đã có một sự phục hồi khá là tốt ở trong tuần giao dịch vừa qua từ vùng 25 cộng trừ 0.2. À, nhìn chung thì nó kéo lên vùng 27, khả năng tuần tới thì kỳ vọng là VCI sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 26, tức là nó sẽ nhả cung một tí đẹo đây rồi sau đó thì nó gì nó sẽ kéo tiếp kéo tiếp lên. À, cái vùng cản tiếp theo của VCI có thể kỳ vọng ở trong nhịp này ở vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. năm à, cổ phiếu SSI cũng đã có một cái sự phục hồi. ở à, trong tuần thì chúng ta có phân tích vùng 18 18.5 là hỗ trợ trong cái nến ngày thứ hai và ngày thứ ba thì nó gì nó bắt đầu vượt thoát tăng trở lại nhịp này thì uh, SSI cũng kéo chưa chưa thực sự là mạnh đâu có hồi thì hồi lên là khoảng quanh vùng 19 5 và sau đó nó sẽ quay trở lại test lại dự kiến ở quanh vùng 19 uh, test thành công thì cái đó thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cản đây là vùng 20.3 ba. <laughs> uh, HCM HCM ở trong tuần thì uh, đánh uh, tương đối là tốt đúng không ạ đây đó HCM đã Phiên giao dịch ngày thứ hai nó đã bị uh, xả qua vùng 23 nhưng đến phiên ngày thứ ba và ngày thứ tư thì nó bắt đầu có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là đẹp. Uh, cổ phiếu HCM uh, cũng có ngắm thêm ở vùng 22.5. 22 22 2 5 trong phiên giao dịch của ngày thứ ba đây các anh chị. Đó 22.5 22.8 23 đó. Thì như vậy là trong phiên giao dịch của ngày thứ ba thì cũng đã bắt đầu ngắm ngắm lại và đến phiên ngày thứ tư thì nó vượt thoát lên vùng 23 cộng và đến hiện tại thì nó đang đóng được ở vùng 24.2. À, về mặt xu hướng kỹ thuật thì các anh chị nắm được rồi vùng 24, 24.4 nó là kháng cự và nó chạm vào cái vùng kháng cự nên nên nó sẽ chỉnh cung một ít hoặc là chỉnh 1 phần 2. Thì như vậy là tuần tới nếu như khỏe thì nó sẽ ở khoảng vùng 24 đến vùng 24.4 nó test nhưng mà khả năng thì theo Hùng là cái vùng nó sẽ trả sâu hơn nó sẽ trả về khoảng quanh vùng 23.5 23.5 nó sẽ tích lũy thêm ở nhịp 23.5 ở đây rồi sau đó nó sẽ tiếp tục kéo lại về vùng kháng cự 25 đến khoảng vùng 26 chúng ta lưu ý về đến vùng đó nếu như mà cổ phiếu quay đầu hoặc là có những cái tín hiệu chốt mạnh thì chúng ta chốt thôi bởi vì chúng ta đã mua được ở vùng từ vùng phiên ngày thứ ba mà đúng không ạ thì không có lý do gì để chúng ta chốt ạ à. ờ, đối với VND, đây test lại hỗ trợ kỹ thuật 13 tuần vừa qua phiên ngày thứ hai nếu như các anh chị đặt mua ở quanh vùng 13, 13.3 như vậy chúng ta cũng đã có một cái điểm bắt đáy tương đối thành công nhịp này nó đang kéo lại ở đây thì các anh chị lưu ý cản 15 đây cây nến này là một cây nến bắt đầu đi vào vùng cản tức là biên biên cản của nó đây là 14.515 thì bắt đầu vào biên cản và nó xuất hiện một cái cây nến vậy đây gọi là cái Doji đó Với bóng nến trên và dưới khá là thấp dự kiến sẽ chỉnh cung lại quanh vùng 14 Tích lũy ổn định, đó. khi đó chúng ta sẽ bắt đầu phân tích một cái lực phục hồi của VND tiếp theo SHS <laughs> ở đây Có hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 77 Vùng 8 đến khoảng vùng 8.3 ở trong tuần thì nó đi cái điểm này là suy soát về đến uh, vùng 7. mấy đấy ta. 7. Uh, 7.8 này. Đó, 7.8 và nó phục hồi lên. Nhìn chung thì uh, lực cầu bắt của SHS hiện tại đang khá là thấp nên là tuần tới uh, kỳ vọng ở góc độ cao mà, mà cổ phiếu khỏe thì nó sẽ test lại quanh vùng 8.3. Nhìn chung thì các anh chị bắt được ở khoảng quanh vùng 8 là được rồi. Nó quanh vùng 8 lên 8.5. Rồi uh, nó test lại vùng 8.3 ổn định thì chúng ta lại tiếp tục ngắm ở đây thôi. À, tiếp tục ngắm ở vùng cản quanh 10. rồi về đến cản quanh 10 mà thấy tín hiệu mà khỏe thì cầm, không khỏe thì lại chốt bớt để chúng ta lại chờ lại vùng ở dưới này chúng ta thu gom lại. Ở đây cũng một nhịp như vậy này. Về đến cản 10 này, rồi nó chỉnh lại ở vùng 7.7 đến vùng 8 nó tích lũy nó đi lên lại cản 10 này. Vùng này cũng như vậy. À, từ vùng 10 thì nó lại đạp về vùng 7.7 đến vùng 8 rồi biết đâu được à, đẹp trời nó lại lên lên vùng 10 rồi nó lại đạp lại đó thì à, chúng ta dò như vậy để chúng ta biết được à cái vùng kháng cự thì thôi không mua nữa vùng hỗ trợ chúng ta mua đúng không ạ VX ở trong tuần vừa qua thì nó cũng đã phục hồi khá là tốt vùng giá mục tiêu à, thu gom ở vùng 6.85 thì đã có ở trong tuần vừa qua ở vùng thứ hai thì ở vùng 6.3 đến 6.5 thì chưa có lực phục hồi này thì nó sẽ kéo được nếu khỏe thì nó sẽ kéo về được khoảng quanh vùng 7.5 7.5 sau đó sẽ test lại quanh 7 tuần tới mà nó test lại được ở vùng 6.85 đến vùng 7 mà không thủng ở các anh chị thì các anh chị có thể thu gom thêm. Với mục tiêu như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cả ở vùng 7.9 đến khoảng vùng 8 đối với cổ phiếu VX Ở cổ phiếu AGR AGR tuần uh, phiên ngày thứ hai đạp tương đối là mạnh nhưng phiên kết tuần thì nó lại lấy lại được vùng 7.7 rồi như vậy là tạm yên tâm Ở uh, tuần tới các anh chị có thể đặt mua quanh vùng 7.7 7.6 7.5 đấy là những cái vùng mà dự kiến là AGR sẽ có thể quay trở lại test cung kỹ thuật ở đây mục tiêu thì chúng ta vẫn ngắm lại ở đây thôi uh, vì đây là cản 8.5 nó chưa bứt được đấy cản 8.5 8.7 này thì như vậy là chúng ta vẫn tiếp tục đây không bứt được không bứt được thì như vậy là tiếp tục ngắm ở đấy Ờ, khi mua được ở vùng giá thấp thấp rồi và lên đến vùng đấy mà nhìn thấy binh tình mà không ổn lắm đây này đấy, Ví dụ như là xuất hiện những cây doji mà đi ngang như này là sẵn sàng để mà chốt này Rồi xuất hiện một cây bán mạnh như này thì chốt thôi Đấy và ít nhất là ví dụ như chúng ta chặn ở đây là chặn 8.25 Đó, Thì như vậy là chúng ta cũng đã giữ lại được một cái khoảng tương đối so với cái việc là những anh chị em mà đến cái phiên này là hoảng loạn đây này Về đến 7.3 lại bán là bán đúng đáy này Bán đúng hỗ trợ luôn 7.3 7.2 đấy là hỗ trợ kỹ thuật của AGR, đấy là những cái uh, sai rất là đáng tiếc của nhà đầu tư. Uh, sẽ phân tích uh, nhóm ngành cao su và nhóm ngành diệt may, sau đó thì ông sẽ đi phân tích thị trường. Còn lại những cái bộ nào mà chưa được phân tích thì uh, chúng ta sẽ nói tiếp sau. Thì uh, đối với nhóm ngành diệt may, Hùng có ngắm hai mã cổ phiếu đó là mã cổ phiếu VGT đã phân tích cho các anh chị rồi. Uh, sau một cái giai đoạn mà VGT tích ở vùng 10 10.7. Uh, tuần video số 164 63 62 thì nó tích ở vùng 11.5 Đây là những cái vùng mà gì ạ chúng ta có thể canh thu gom thêm một cái nến đẩy khá là mạnh và phiên ngày hôm nay thì nó đang công cảm 13 Tuy nhiên là cản 13 này nó cũng sẽ tương đối là khó chính vậy nên tuần tới thì nó sẽ có ở vùng 12.5 anh chị nó kéo lên cái cách đi của nó như thế này là đẹp rồi đó nó chỉ cần test lại ở khoảng quanh vùng 12.5 hợp lý nữa thôi À, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định như vậy là chúng ta sẽ ngắm lên cản à, tiếp theo đó là khoảng quanh vùng 15 đến khoảng vùng 15.2 của VGT TNG cũng rất là đẹp lực đánh dòng tiền của TNG các anh chị lưu ý TNG là khả năng cao là nó sẽ vào sóng to à, bởi vì TNG có một cái giai đoạn tích lũy ở đây này đã có phân tích khá là kỹ cho các anh chị rồi này đó nó tích lũy rất là đẹp ở vùng 12 14 này rồi sau đó các anh chị nhớ là khi mà nó chạm lại cái cản ở đây là 16-16.5 thì cũng có nói thêm với các anh chị là vùng 14-14.5 canh mua. Đây chính là cái vùng mà nó quay trở lại test cung kỹ thuật. Và tuần này thì nó bắt đầu bứt thoát được lên. Đó, tuần này thì nó bắt đầu bứt thoát được lên. Đó, đầu tiên là nó bứt được cái cản 16.5 và hiện tại thì nó đang bứt được cái cản 17.5. Như vậy thì ngày hôm nay là một cây nền test cung một cây nên test cung thì cái cái quan điểm về mặt kỹ thuật là gì? Khi bao giờ nó cũng vậy, để đi được tiếp thì sau khi mà nó kéo đấy cản thì nó sẽ có xu hướng test lại cản. Đó và à, tuần tới thì nó sẽ test điểm một ở quanh 17.5 và nếu trong trường hợp nó test sâu thì nó có thể hoàn toàn nó có thể test lại biên ở đây, đó là biên 16 16.5 và sau đó thì chúng ta tiếp tục ngắm về à, cái vùng kháng cự kỹ thuật của cổ phiếu TNG khi chúng ta đã hướng ở đây là quanh vùng 22 đó 21.5 đến khoảng vùng 22 Tạm thời chúng ta sẽ ngắm như vậy Ở nhóm ngành cao su thì có định hướng cho các anh chị ba cái mã cổ phiếu của nhóm ngành cao su Gồm có mã cổ phiếu GVR Thì đối với À nhóm ngành diệt may các anh chị à, Nhóm ngành diệt may Các anh chị lưu ý thêm mã cổ phiếu GIL GIL ngày hôm nay vừa mới phân tích thêm Thì đối với GIL là chúng ta sẽ ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần Đấy các anh chị Khi GIL mà nó đánh Thì nó cũng đánh một cái trang kỹ thuật Rất là dài và đánh rất là phê Ví dụ nó đánh từ vùng 18 mà lên đến tận vùng 80 Đấy là một trạc kỹ thuật rất là dài Của vợ của, của, của GIL Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang à, Ngắm nghĩa lại một chút xíu Về cái cách tạo lập của em này Tức là nó đã tích lũy ở vùng 18, nó đánh lên nhịp 1 và tiếp tục tích lũy lại nền ở vùng vùng 2. Và ở cái vùng này thì cái dòng tiền mà tạo lập thu gom ở trên chạc kỹ thuật tuần là tương đối lớn và cái cái điểm này thì Hùng đang có cảm giác là tạo lập người ta đang nhả này đó sau một cái điểm thu gom lớn này thì họ nhả này họ nhả xong á rồi có thể là sẽ có một cái điểm thu gom lớn thứ hai ở đây đó à, có cái điểm thu gom lớn thứ hai ở đây cho đến lúc nào mà chúng ta xác nhận được một cái trang kỹ thuật và rất có thể rất có thể rồi các anh chị nhá chứ còn chưa chưa thể chính xác được nhưng mà theo như hùng dự báo là như vậy thì với cái ý đồ này sau một cái điểm mà gom mạnh mẽ lần thứ hai ở đây thì ở GL sẽ kéo do đó ở trong thời điểm hiện tại các anh chị có thể là ngắm nghía dần ở quanh uh, vùng 10 đây này vẽ đây này 17.5 18 18.5 19 đấy là những cái vùng mà chúng uh, ta cứ túc tác nhặt để chúng ta xem thử là uh, tạo lập người ta đánh như thế nào thì ba mã cổ phiếu đây các anh chị lưu ý uh, nhóm anh cao su uh, có mã cổ phiếu gvr đây GVDR thì đây, nhịp 1 chạm 17, ở nhịp này thì nó đang test cung tích lũy quay trở lại và có lực hồi, lực hồi này thì chưa đủ khỏe nên là khả năng ở trong tuần tới thì nó sẽ tiếp tục có lại vùng 13.5 đến khoảng quanh vùng 14 hoặc là đây là 14 cộng trừ 0.3. Đó thì các anh chị có thể uh, dự dự như vậy bởi vì lực cầu uh, đây nó vào tốt này và nhịp này thì uh, tạo lập người ta đang xả hết. Đó uh, nó cho nhà đầu tư cá nhân là những anh nào mà, mà 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 đeo bám thì họ xả và có thể là sau nhịp tích lũy này thì uh, nó sẽ tiếp tục kéo về cản 17 và uh, cái câu chuyện ở đây là chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi một cái nhịp đánh mà uh, GVD break vùng 17 thì đấy sẽ là rất là đẹp các anh chị nhá. <laughs> cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu DRC. Thì uh, DRC như vậy tín hiệu cái thuật tuần hiện tại thì nó đang xây được một cái app và như vậy là uh, cái app này thì nhìn thấy là cũng đang tương đối là ổn định rồi các anh chị Và trong tuần thì chúng ta có thêm điểm mua 21.5 đến vùng 22 đây chính là cái vùng Mùng đã có phân tích và vùng chỉnh giá mục tiêu của cổ phiếu rất là đẹp đúng không ạ Đây chỉnh về đây kéo lên và sau điểm kéo lên thì hiện tại là nó đã uh, cái cản của nó Mùng đang ở đây là vùng 23 đang ngắm cản 23 thì nó đã kéo break cản 23 và nó đang có một cây lên test trở lại thì ở bên này nó cũng như vậy vậy thì cái điểm test này này thì chúng ta kéo sang đây đó ok như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm này nó sẽ tiêu xuống đây một một ít rồi à rồi sau đó chúng ta sẽ đánh giá thêm ở đây cái điểm này là bao nhiêu 22.5 thì bên này cũng 22.5 22.5 22.5 Uh, Tết tích lũy thành công ở trên vùng 22.5 như vậy thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm những cái target kỹ thuật cao hơn của mã cổ phiếu này. Uh, mã cổ phiếu thứ ba nữa là mã cổ phiếu DRI, DRI cũng được uh, ngắm phân tích khuyến nghị ở trong nhịp này. Uh, thì ở đây sau một cái nhịp mà nó tích lũy ở vùng 5.5 đến vùng 6 uh, nó đã kéo lên và như vậy là trong tuần uh, tuần trước thì VGI đã đạt được cái target mục tiêu đầu tiên đó là quanh vùng 8.3 sau đó nó chỉnh cung à, chỉnh cung thì nó lại quay lại đây như vậy là gì nó lại quay lại cái vùng gom à, cái vùng gom kỹ thuật ở vùng 7 7.3 7. 3, chấm... đây này trong tuần có 7.3 chấm ta có 7.3 7.3 7.5 Bé bé đây đấy 7.3 3, 3 7.5 Ok như vậy là nó có cái vùng gom kỹ thuật ở đây ở khoảng quanh vùng 7.3 đến 7.5 Và các anh chị uh, thu gom thêm với DRI uh, chúng ta sẽ thu gom thêm vùng này Và uh, Chờ đợi một cái cây nến mà nó đánh lại lần thứ hai Bay được cái cản vùng 8.3 uh, Như này Thì như vậy là Chúng ta chỉ uh, ngồi để chúng ta Chờ chốt thôi Mục tiêu là lên đến 10 khỏe hơn thì 11.5 nhưng mà đầu tiên phải lên đến 10 đã, còn 11.5 thì chờ từ từ. 10 mà chưa lên được thì nói gì đến 11.5 đúng không anh chị? Và hiện tại thì nó cũng đang diện Nó cũng đang có hình thành được một cái apexen và vì sao Hùng lại thích con DRI thì con DRI này nó có một cái tính tạo lập rất là hay. Các anh chị nhìn thấy đó, nó đi nó đi khá là thoát sóng và đây này, sau một cái nhịp mà nó kéo lên nhá, thì ở đây các anh chị nhìn thấy là nó quay trở lại test cung kỹ thuật ở biên này rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta cũng có thể hiểu được là chúng ta cũng có thể kỳ vọng là cái nhịp thứ nhất thì nó quay cái nhịp test này là xong rồi. Nhưng mà hiện tại ấy nó đang xây cái nhịp test này này. Cái nhịp test này mới là hay này. Đó. Cái nhịp test này mới là hay này. Đó, thì sau này cái điểm nó break lên. Rồi đây ví dụ đây chính là cái nhịp này. Nhịp test đấy nó cũng có thể tính toán như là cái nhịp này. Đây anh chị, nó xây xây xây. Rồi nó sẽ vút lên và nó kéo lại một cái điểm nữa ở đây thì thì ở đây kịch bản nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Ở đây là chúng ta tính ở vùng 7 7 vùng 7 này. 71 đến khoảng vùng 7.7 đi, 7.7. Đó. Vùng 1 đến vùng 7.7 đây nó xây. Ok. Nó xây thì sau đó thì kỳ vọng là gì nó sẽ kéo lên một nhịp lên đến khoảng vùng 10 rồi nó rũ. Nó rũ nhà đầu tư. Rồi xong nhịp này thì nó mới mới nó vào sóng to này. Đấy, vào sóng to thì sơ sơ 14 đi từ từ 7 mà lên được 14 như vậy là cũng ngon đó các anh chị đúng không ạ Đây là tương lai đây là thì tương lai đó. còn đây là thì hiện tại đó, thì hiện tại tiếp diễn là nó đang tích lũy và cố gắng vượt thoát vùng 8.3 còn thì tương lai thì chúng ta ngắm cản 10 sau đó chúng ta ngắm cản 14 nó là thì tương lai và ở DRI thì cái cái sự tạo lập của đội tạo lập đánh cổ phiếu này cũng tốt chính vậy nên là chúng ta tiếp tục theo dõi thêm và được khuyến nghị đầu tư Ok như vậy là về mặt uh, danh mục thì chúng ta tạm thời chúng ta dừng lại ở đây Và ông sẽ có thêm một cái bản tin phụ để phân tích thêm nhóm ngành bất động sản dân cư uh, Cho các anh chị nắm thêm Rồi chúng ta sẽ quay lại bản tin tuần 164 Chúng ta đã nói những cái gì ở trên đó Thì uh, link bản tin tuần video 164 đây Trên bản tin tuần thì cũng đã có tóm lược lại và phân tích lại một số các cái tham số kỹ thuật cho các anh chị Trên trạc kỹ thuật ngày trên trạc kỹ thuật giờ và trên trạc kỹ thuật M5. Thì trên trạc kỹ thuật M5 thì chúng ta thấy rằng là trong trường hợp mà chỉ số VN30 đó, chỉ số VN30 bị mất các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở trên thì VN30 sẽ hướng lại vùng 1040 và sau đó sẽ là hỗ trợ mạnh ở vùng 1030 trên à, trên tuần giao dịch thì các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ ngắm lại à, bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua đầu tiên chúng ta nói đến chỉ số VN30 thì ở đây các anh chị ở đây là ngày 13 thì chúng ta bắt đầu ra bản tin tuần video số 100 kết thúc phiên giao dịch của ngày mùng 10 và bắt đầu từ ngày 13 thì chúng ta bắt đầu một cái tuần giao dịch mới thì điểm đầu tiên của vn30 chúng ta nói đến đó là gì đầu tiên ông phải trả về 1040 đã thì ngay lập tức ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai chỉ số vn30 test về 1040 và sau đó thì nó bị mất vùng 1040 tức là hồi lên đây và test lại bị mất, điểm này nó không phục hồi lên được thì uh, thông thường lực đạp nó sẽ xuất hiện rất mạnh ở sau đó. Tức là câu chuyện gì đấy, đấy là cái cách mà gì tạo lập người ta thường hay làm. Uh, chúng ta nắm được các cái đường đi của tạo lập thì như vậy chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong những cái nhịp mà chúng ta phân tích định hướng. À uh, rồi, và điểm hỗ trợ cái thuật thứ hai của VN30 đó chính là vùng 1030, các anh chị nhìn thấy đây. 1030, 1030 À, có những thời điểm mà nó đá về vùng 1025 nhưng mà sau đó thì nó lại à, phục hồi lại được ở trên vùng 1030. Như vậy là gì? VN30 đã à, có những cái tín hiệu kỹ thuật tạo đáy ở quanh vùng 1030. À, rồi, à, đối với chỉ số phá sinh thì chúng ta có nói đến cái gì? Phá sinh ở đây thì chúng ta sẽ à, nói đến là trong trường hợp nếu như phá sinh test lại ở vùng 1045 1047 lần thứ hai mà không thủng để tạm ổn nhưng mất 1045 thì các anh chị chúng ta sẽ cầm ten sọt chủ đạo và chúng ta sẽ sọt về vùng 1030 và sau đó sẽ sọt về quanh vùng 1020 thì đấy là định hướng về mặt phá sinh thì chúng ta cũng đã có phân tích rồi trên cái chạc kỹ thuật của phái sinh hùng đã có phân tích ở trong phần bản tin thì đầu tiên đó là ông sẽ test về cái điểm hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của phá sinh đó là vùng 1045 đấy các anh chị này thì ngay trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó bị mất vùng 1045 và khi vùng 1015 bị mất thì cái điểm sọt đầu tiên mà chúng ta sẽ tính toán đến đó là vùng 1030 thì các anh chị nhìn thấy là nó sọt nó phát từ 1015 về 1030 luôn đấy ạ. Và khi vùng 1030 bị mất thì chúng tiếp tục à, dự báo trên cái kịch bản phân tích tuần là chúng ta phải ngắm về vùng 1020 và cái điểm sọt sâu nhất của chỉ số phái sinh ở đây trong phiên giao dịch uh, của ngày thứ mấy nhỉ? Ngày thứ thứ hai. Đó thì nó sọt về khá là 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 sát đấy. Nói chung là 1020 chấm mấy 1020 2 Đó và bắt đầu nó có lực phục hồi đi lên Và sau cái lực phục hồi đi lên đó Thì phái sinh có xây được một biên 102 1027 1027 đến 1030 Rất là đẹp Và đây chính là thời điểm mùng lê có phân tích thị trường Bắt đầu tạo đáy khuyến nghị tất cả các tài khoản mà chúng ta đang cầm uh, Mua Ok À, đối với chỉ số index thì cũng có nói đến ở đây đó là à, Khi mà index bị mất vùng 1050 thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 1040 1040 mà mất thì chúng ta sẽ ngắm đến biên 1030 Ok Chúng ta sẽ à, Xem lại cái binh tình của VN index ở trong tuần vừa qua Thì đây chính là cái tổng quan của cái trạc kỹ thuật index ở trong tuần vừa qua đầu tiên, index sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật ở vùng diện 1050. thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, index phục hồi lên vùng 1050 nhưng sau đó nó bị mất. và khi mà nó bị mất ở cái điểm 1050, thì chúng ta sẽ ngắm về 1040 đấy các anh chị. trong phiên ngày thứ hai có 1040 và khi mất 1040 thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 1030 và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đã có những cái thời điểm mà index của chúng ta tiệm cận về vùng 1030 và gì sau đó nó có một cái sự phục hồi. Tiếp tục đến phiên giao dịch của ngày 14 thì nó tiếp tục quay trở lại test cung và nó test về được ở sát sát ở khoảng vùng 1034. Như vậy là ở đây ngắn hạn thì index của chúng ta đã hình thành được một cái diện phân kỳ tăng trong ngắn hạn và Chính cái phân kỳ tăng này đã giúp cho Hùng Lê à, có thêm những phân tích nhận định về khả năng thị trường sẽ tạo đáy ở khoảng quanh vùng 1025 điểm đến vùng 1030. Và kể từ đây thì chúng ta cũng thấy rằng là index của chúng ta bắt đầu phục hồi. À, điểm phục hồi thứ nhất đó là điểm kỳ vọng 1040, điểm phục hồi kỳ vọng thứ hai đó là 1050 và điểm phục hồi kỳ vọng thứ ba đó là nó sẽ rơi vào khoảng vùng 1060 đến 1065. Và trong tuần thì nó đã bắt đầu đi đến những cái vùng kỳ vọng à, rất là tốt của thị trường chung. Đó, vậy thì, đây các anh chị, và tại vì sao Hùng lại nói đến cái câu chuyện là phân tích cái xu hướng thị trường tạo đáy, thì khi mà chúng ta nhìn đến cái trạc phái sinh, đây, khi mà chúng ta nhìn đến cái trạc kỹ thuật của phái sinh ở trong phiên giao dịch của ngày 14, đó, thì khi mà nó quay trở lại, nó test cung và nó test thành công ở quanh vùng 1025 đến 1035, à, 1030 ở đây, thì tại thời điểm đó, tại thời điểm đó thì Hùng có phân tích ở đây này, Lúc đó khoảng tầm 10 giờ 46 phút ngày 14 tháng 2 thì phái sinh đã có những vị thế long này. Ở xu hướng thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ thiên về kịch bản long chủ đạo phiên nay. <laughs> thị trường có xu hướng phục hồi từ vùng 1020, 1025, 1030 và các cái vị thế bắt đáy có thể xem xét giải ngân để tối ưu hóa một nhịp T cộng. Tức là phiên sáng của phiên ngày thứ ba thì chúng ta đã bắt đầu uh, tính toán đến uh, cái khả năng thị trường sẽ tạo đáy ở khoảng quanh vùng 1020, 1025, 1030 và khuyến nghị cho tất cả những anh chị em là chúng ta bắt đầu xem xét các cái nhịp test công nghệ thuật để chúng ta bắt đáy và chúng ta nhìn thấy là thái sinh đã bắt đầu hình thành được một cái phân kỳ tăng ngắn hạn ở trong sau khi mà chúng ta kết thúc cái phiên giao dịch của ngày của ngày thứ thứ ba và sang ngày thứ tư và nó tiếp tục hình thành đó nó tiếp tục xây đấy các anh chị xây đáy xây đáy và đến phiên kết tuần thì nó cũng đang xây đáy rất thành công, xây đáy rất thành công ở trên vùng 1.038 đến vùng 1.040 điểm. Như vậy là gì? À, chúng ta đã có một tuần giao dịch hết sức là tích cực của thị trường và à, và và hiện tại thì à, hùng lê đã à, phân tích và định hướng về mặt kỹ thuật là thị trường có xu hướng tạo đáy ở khoảng quanh vùng. 1025 đến khoảng vùng 1030 điểm trong phiên giao dịch của ngày uh, buổi sáng của phiên giao dịch ngày 14 tháng 2. Đấy là um, cái định hướng. Thế còn lại là tuần tới thì thị trường nó sẽ đi như thế nào thì chúng ta sẽ uh, lưu ý đến một số các cái ý như sau. Bởi vì thị trường của chúng ta luôn luôn biến động, chính vì vậy nên các anh chị lưu ý thị trường của chúng ta luôn luôn biến động chính vì vậy nên là các anh chị cần phải có những phân tích cập nhật chúng ta cần phải có những cái phân tích cập nhật rất là chi tiết, rất là cụ thể theo từng những cái diễn biến của thị trường. Ví dụ như đây vn30 nó tạo được cái phân kỳ tăng ngắn hạn như thế nào, nó sẽ test cung kỹ thuật về ở những vị trí nào. Ví dụ như vậy thì đấy sẽ là những cái phân tích rất là trực tuyến để giúp cho các anh chị em có thêm những cái định hướng. Còn trên bản tin phân tuần thì chúng ta chỉ nói sơ bộ một vài cái ý và sau đó thì căn cứ tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba và các ngày trong tuần thì chúng ta sẽ cần phải phân tích bổ sung thêm đó là một vài cái ý để mà lưu ý với tất cả anh chị em khi xem bản tin tuần à, đối với chỉ số vn30 đối với chỉ số vn30 khả năng tuần tới điểm test cung kỹ thuật đầu tiên nó sẽ đến ở khoảng vùng 1045 đến khoảng vùng 1047 test về điểm này mà vào long luôn là cực đẹp còn sâu hơn thì chúng ta sẽ ngắm thêm ở điểm khoảng vùng 1040 tạm thời thì cũng sẽ ngắm hai điểm này kháng cự tuần tức là điểm kỳ vọng mục tiêu tiếp theo của chỉ số VN30 đó là break vùng 1060 và khi chỉ số này break ở vùng 1060 và nó có xu hướng test thành công test tích lũy thành công thì chúng ta sẽ ngắm điểm cản tiếp theo của VN30 ở vùng 1075 đến 1080 và khi VN30 lên đến vùng cản này thì Hùng Lê lưu ý với các anh chị là chúng ta lúc này là chúng ta sẽ hạn chế những điểm mua Hạn chế những điểm mua các anh chị nha Và uh, có mua thì chúng ta tận dụng thời cơ ở trong tuần giao dịch mới Bởi vì là cái phiên giao dịch 14 tháng 2 là Hùng đã khuyến nghị rồi các anh chị này, em nào mà uh, mua gì thì mua đi đó Còn tuần tới thì các anh chị lưu ý nếu như test cung kỹ thuật thành công ở vùng này chúng ta mua còn lên đến vùng 1080 chúng ta có thể chốt lại đi một phần, vùng 1100 chúng ta chốt tiếp vào vùng nó càng lên cao thì chúng ta càng càng chốt. Ví dụ như vậy thì uh, có mua hay có, có có làm gì thì chúng ta sẽ tận dụng những cái nhịp mà thị trường tạo đáy và lúc mà cổ phiếu đang uh, có những cái giá chiết khấu nó tương đối là rẻ ở đây để chúng ta mua. Và mục tiêu là tuần tới thì chúng đang hướng đến kháng cự 1060, vùng 1075 đến 1080 của chỉ số VN30. Đối với chỉ số VN30 F1M À, tuần tới thì cũng sẽ ngắm điểm đầu tiên mà nó kỹ thuật chỉnh cung ở khoảng vùng 1038 đến khoảng vùng 1040. Khả năng nếu nó test về cái vùng này là đẹp này. Cố gắng nó giữ được vùng này là đẹp và sau đó thì nó gì ạ? Nó sẽ tiếp tục cản uh, uh, break cản 1060 và khi nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, nếu như nó thoát được cản 1060 thì chúng ta sẽ ngắm về uh, cái vùng target mục tiêu ở khoảng quanh vùng 1075 đến khoảng vùng 1080 của chỉ số VN30. M1M À, còn đối với chỉ số VN Index ở đây à, VN Index ở đây thì khả năng tuần tới à, Phiên ngày hôm nay thì nó đóng cửa ở khá sát ở vùng 1060 Xét trên góc độ nến giờ ở à, Nến cái thuật giờ là đẹp Đây các anh chị Nến cái thuật giờ là đẹp đó, trên góc độ kỹ thuật giờ là đẹp Đây, đó, nó tích lũy này, nó test này Nó test ở vùng 1054 và nó đóng ở vùng 1059 1060 là đẹp và tuần tới nó bứt được cái cản ở đây này khi nến giờ của index mà bứt được vùng 1065 Thực ra nó bứt được 1060 là đẹp rồi nhưng mà nó phải bứt được khoảng 1065 thì nó cực đẹp đó Nó có một cây nến giờ đóng như thế này thì đấy sẽ là những cái thời khắc rất quan trọng để chúng ta dự báo chúng ta nâng cái target của kỹ thuật của index lên ở vùng 1075 đến khoảng vùng 1080 đó và trên sạc kỹ thuật M5 thì cũng như vậy thôi chúng ta không có gì phải vội uh, uh, vàng cả Uh, vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây 1047 đến 1050 các anh chị lưu ý ở trong tuần tới chúng ta sẽ tập trung để chúng ta phân tích ở vùng này. Còn đương nhiên nó có thể có một cái điểm nó uh, nó nó sâu hơn ở khoảng quanh vùng 1045 thì nó sẽ bị rơ lắc thôi. còn 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 tuyệt đối thì nó sẽ không có và căn cứ tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Và uh, đấy, như đã có phân tích uh, nó có một cây nến xanh đè lại vùng 1065 cộng thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến vùng mươi 1075 đến 1080. Uh, rồi, OK các anh chị như vậy là hiện tại thì nhìn chung thị trường của chúng ta đang tương đối lạc quan. Uh, chúng ta sẽ căn cứ một cái nhịp test cung kỹ thuật của thị trường ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba. Uh, trên cơ sở uh, cái nhịp test cung đó, trên cơ sở giữ được hay không những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những cái định hướng phân tích. Uh, tất cả các mã cổ phiếu chưa được phân tích hoặc các anh chị có quan tâm đến những cái câu hỏi thì các anh chị có thể vui lòng inbox Trùng Lê qua Zalo hoặc là hỏi trực tiếp ở trên. Uh, bên dưới dòng thời gian bảng đến tuần và ông lê cũng trân trọng kính mời và anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của tổ quốc nếu như chúng ta đã có theo dõi uh, quá trình phân tích của cá nhân hùng lê và chúng ta uh, cùng muốn về để đồng hành cùng với team và cùng muốn về để xây dựng một cái chiến lược đầu tư và uh, uh, bền vững ổn định lâu dài và cùng nhau uh, hỗ trợ nhau tức là nhà đầu tư sẽ hỗ trợ ngược lại hùng lê và hùng lê sẽ hỗ trợ lại nhà đầu tư uh, chúng ta có những cái hỗ trợ hai chiều như vậy để chúng ta làm sao chúng ta xây dựng được một cái team thành công và 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 có được nhiều thông tin hữu ích để anh chị em nhà đầu tư cùng nhau bổ trợ cho nhau và cùng với ông lê để chúng ta để chinh phục những con sóng tốt hơn tối ưu hơn trong tương lai và bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các bản điểm tin tuần tiếp theo.